Đố mọi người Su đang gom với gì? Su đổ hũ sữa dưỡng thể vô cơ tô cơm đi Su. Cho chết hả má? Su ăn thịt chó hả? Tao giả một giả chết liền cho hỏi tao ăn thịt chó hả? Chó là vật nuôi, thú nuôi để yêu chứ không có được ăn. Ai ăn thịt chó lóc tôi đi nha, nó trước à. Ăn canh bí là Su Su mới sanh con. Sao nhìn Su Su giống cục cước di động mấy vậy? Trời ơi trời, không nghĩ được mấy má comment vậy luôn á thật sự. Hello hello, Su ăn gì mà ghê vậy? Dạ ăn cơm chứ ăn cái gì. Trời đất ơi, người ta ăn cơm nó vô hỏi ăn cái gì mà ghê vậy. Hỏi coi tức không? Tức chứ. Có kem sô-cô-la, kem sô-cô-la mua kem ốc quế nha. Mày ra tiệm mình mua nha. Có kem dâu không mấy con này, mày tụi bay thèm ăn lắm rồi. Đó người ta bán kem trắng mà lại vô hỏi kem, toàn là kem ăn không à. Kem body xài chỗ nào? Dạ mình xài ở đâu cũng được nha. Ha, mình bỏ tiền ra mình mua mình xài ở đâu cũng được, mình quệt lên tường cũng được nữa. Trời đất ơi, serum body thì mình xài vô cái body. Hả, chưa đâu bây giờ. Không lấy xài vô con người. Làm như thuốc nhỏ mắt má. Trời ơi là trời, tôi tức mấy đứa này ghê vậy đó trời. Ơi là trời. Trời ơi là trời vậy đó. Để dành xài đi Su. Trời tôi tức mấy con này thiệt sự. Wow nghe. Tôi wow nghe. Có kem sầu riêng không? Có nha em nha. Có mùi lê kima nếu em ăn không? Hả? Có kem kích dục. Kem kích dục là kem gì? Là kem kích dục là sức lên mày mày đẻ hay sao? Trời nó vô nó hỏi có kem kích dục không? Hỏi có tức không? Đây nè. Cái khi râm kích trắng á, uống vô có trắng không Su? Con danh đi trương. Mày muốn trắng thì mày uống luôn cũng được nha. Nuốt luôn, nhớ uống là nuốt luôn cái chai với em nha. Nuốt luôn cái chai này vô trong ha. Nuốt ực 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 vô trong luôn cưng. Trời ơi trời. Hỏi coi mấy con này ta. Thiệt á, tôi like mà tao gặp mấy con này tôi ứa máu dễ sợ vậy đó. Su ồn ào quá trời. Bây giờ ta live stream không cho ta ồn ào. Chứ cái gì mới ồn. Làm cái gì. Mấy má mở nhạc thiền nghe rồi ngủ đi nha. Còn mấy mở nhạc yoga đó. Hoàng Phú, Su đeo khẩu trang vô đi, Covid giờ ghê lắm. Mệt quá, ta đang ở nhà, tao tự nhiên đeo khẩu trang. Hàng bơm hả, lấy em 2kg bơm tươi, trời mấy đứa ơi. Có kem body Sakura không? Má ơi, tao bán Sakimi, nó vô nó hỏi Sakura. Sakumira đó. Tức ghê á. Quang Ngọc Trần, tắt like đi cho em ngủ nó nghe nè. Bây giờ chị like á, em đâu có ngủ giật mình đâu. Hay chị la em đâu cũng ngủ, em làm mơm gặp giám thị trường em hồi xưa đâu. Hả sao kỳ vậy? Lèo bự vậy. Cái một lèo này là mày là lèo nhỏ đó. Chứ lèo bự bữa bên đây nè, nó bự hơn nữa. Thôi kể mọi người nghe giữ sự tích một lèo này nha. Và trong thời gian đó thì mọi người cứ lên đơn, cứ chốt đơn Sakimi nha. Đó, em bị nổi một lèo bên đây ha. Cái mấy bạn em chỉ là bây giờ lấy cùng chỉ buộc cái ngón tay lại. Cái em nói thôi em định làm thôi. Cái kêu em buộc cộng chỉ đây nè, em không buộc. Em không buộc cái em uống thuốc cái nó giảm đi. Giảm đi cái em rờ cái dạ bữa nó nổi lên. Cái kêu là em đi bác sĩ đi để em tiểu phẫu, em lấy cùi em cắt nó ra đi. Cái em không cắt. Cái em để luôn, cái nó xẹp mất tiêu luôn mấy chị. Xẹp mất tiêu em nói trời ơi công nhận nha. Cái cơ địa tôi tốt ghê ha. Nó tự lên rồi nó tự xẹp luôn. Cái nó xẹp xuống luôn má. Nó xẹp xuống luôn, tôi nói trời ơi body, cái cơ địa tôi tốt quá trời luôn, tự nổi lên, tự móc luôn mấy má. Khoe với mấy bạn vậy đó. Hai bữa sau nổi lên bên đây. Trời nó nổi lên về luôn nè. Giờ vài bữa tôi nghĩ là vài bữa nó tự xẹp cái nó nổi bên đây. Cái vài bữa nó nổi lên đây, nổi hoài vậy đó, làm hoài vậy đó. Mệt cũng chết vậy đó. Cái em đó đánh răng được không Su? Được nha, mày muốn đánh cái gì cũng được. Mày đánh cầu lông, đánh tennis cũng được nha. Đây ngày mai em có việc sử dụng ngày mai trắng liền không Su? Được nha em nha. Em đừng có sử dụng kem, em lấy nước sôi em lột da em nha cho nó trắng. Bà nội ơi, mày xài mày dưỡng từ từ chứ. Nó hỏi là giờ nó muốn trắng liền, lấy nước sôi á lột má. Kem này bỏ tủ lạnh ăn được không? Được. Trời ơi, ê mấy đứa này hình như nó thích ăn quá học lắm hay sao tao ơi. Trời đất ơi, tao lên đây nè. Còn có má nào coi live stream không coi mà tụi bay quăng phẫn nộ vậy? Tao làm gì mà phẫn nộ? Hả? Su có bán ba con sói không? Không. Vô hỏi cái gì vậy?
Mắt Su bị làm sao? Trời ơi mấy má ơi, vô ai cũng hỏi mắt tôi bị làm sao. Mắt bị mình nổ một lẹo hỏi hoài. Bộ tốt đẹp lắm anh sao hỏi hoài vậy trời. Có kem ký đông lạnh không? Có luôn nha. Có luôn nha.